tiết mục ca cổ Cánh Thiệp Đầu Xuân. Vâng, lời nói đầu tiên xin cho Phượng Loan được gửi lời kính chào đến tất cả quý vị đại biểu cũng như tất cả quý khán giả đang có mặt nơi đây. Một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng và kính chúc một năm mới vạn sự như ý. Và chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để cảm ơn phần biểu diễn của nghệ sĩ Thanh Hoa, nghệ sĩ Nguyễn Phước. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đồng chí Huỳnh Văn Tâm, ủy viên ban thường vụ quận ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận 10 sẽ lên trao tặng hoa cho hai nghệ sĩ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, xin mời nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan sẽ đáng là sân khấu ít phút và sau đây xin được trân trọng kính mời sân khấu đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 10 sẽ lên trao hoa cho nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan. Và cũng nhân dịp Tết đến xuân về, xin được kính chúc nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan mãi trẻ khỏe và luôn nhận được sự thương yêu của tất cả quý vị khán giả bầu điệu của quận 10 cũng như là của cả nước. Cảm ơn em rất nhiều. Và chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan đã về tham gia biểu diễn trong chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương.